Cục Hàng không Việt Nam vừa có tờ trình đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét phê duyệt quy hoạch cảng hàng không quốc tế Cát Bi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tờ trình nêu rõ vị trí chức năng của sân bay Cat Bi là cả hàng không quốc tế, tính chất sử dụng và sân bay chung dân dụng và quân sự. Trong giai đoạn 2021-2030, sân bay Cat Bi có cấp sân bay 4E và sân bay quân sự cấp 1, công suất 13 triệu hành khách trên năm và 250 000 tấn hàng hóa trên năm. Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay này có cấp sân bay 4E và sân bay quân sự cấp 1, công suất là 18 triệu hành khách trên năm và 500 000 tấn hàng hóa trên năm. Ở giai đoạn 2021-2030, cùng hàng không Việt Nam đề xuất giữ nguyên nhà ga hành khách T1 hiện hữu, xây dựng nhà ga hành khách mới T2, hai cao trình tại khu vực phía đông nhà ga hành khách hiện hữu. Tổng công suất nhà ga hành khách T1 và nhà ga hành khách T2 đạt 13 triệu hành khách trên năm. Theo hồ sơ quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 7 tháng 6 năm 2023. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được mở rộng với quy mô đạt 13 triệu hành khách năm trong giai đoạn năm 2030.